Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cái cách mà sử dụng cái phần mềm VRAN. Thì như chúng ta đã biết là thằng Windy là một cái phần mềm chủ yếu là xem dự báo thời tiết cũng như là xem bão nổi tiếng nhất thế giới rồi. Tuy nhiên thì Việt Nam mình cũng vừa mới có cái app VRAN ra mắt cũng mới đây thôi. Và cái này nó chủ yếu là nó xem cái lượng mưa với lại cái nước mức độ mưa là chính. Bây giờ mình hướng dẫn luôn nha. Như máy mình đã cài rồi, những cái máy nào mà chưa cài thì các bạn vào kho ứng dụng. Như mình là mình dùng iPhone. Cho đây là kho ứng dụng của mình là App Store. Còn như những cái máy của Samsung hoặc là những cái máy của Trung Quốc á, thì các bạn vào CH Play hoặc là Google Play Store. Đây nha, mình vào App Store. Như máy mình là iPhone thì mình vào App Store. Các bạn tìm kiếm cái app VRAN thôi. Đấy. Đây, VRAN by Wartech là một cái ứng dụng của Việt Nam mình nó viết. Đây, các bạn nếu như máy mình cài rồi nó có chữ open, còn máy nào mà chưa cài thì các bạn bấm vào chữ đây, bấm vào chữ cài đặt hoặc là chữ install thôi. Như máy mình là sử dụng tiếng Anh. Đây. Cái này là cần iOS 9, thậm chí những cái máy đời cũ vẫn chạy được, cái máy iPhone 4S vẫn chạy được cái app này. Hoặc là những cái máy điện thoại đời cũ vẫn chạy được. Đó là một cái tin vui. Bây giờ mình cài xong rồi mình vào những ứng dụng nhé. Đây, nó đang chạy. Đây là tình trạng mưa ở toàn quốc đây. Những cái vùng nào mà nó ghi 0.0 mà nó bị lợt là nó không mưa. Đây, cả nước luôn. Những cái nơi mà mưa lớn chẳng hạn như lẫn sẽ thể hiện là màu đỏ. Còn những cái nơi mà mưa nhỏ thì thể hiện màu xanh. Nó thể hiện màu rất là rõ. Đấy. Còn ví dụ như mình muốn tìm một cái địa phương nào đó cụ thể, chẳng hạn như đây, mình bấm vào cái kính lúp đây. Tỉnh thành, ví dụ như mình gõ vào Đà Nẵng chẳng hạn. Đây. Thì hôm nay Đà Nẵng nó có mưa nhỏ cho nên nó có cái màu xanh. Muốn biết cụ thể các nơi ở Đà Nẵng thì các bạn bấm vào đây. Đây. Địa điểm của Đà Nẵng, những cái địa điểm có mưa, những cái địa điểm của thành phố Đà Nẵng này. Ví dụ như là Suối Đá thì mưa nhỏ, hoặc là ở Hòa Phước là mưa nhỏ. Cái lượng mưa nó thể hiện rất là rõ. 11.0mm đó là cái lượng mưa. Thí dụ như mình bấm vào Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng. Và nó có cho phép mình xem cái lượng mưa trong 5 ngày gần nhất. Đây. Vậy thì cái ứng dụng này giúp cho chúng ta biết được cái lượng mưa ở cái nơi mình sinh sống nó như thế nào, ra làm sao. Để mà từ đó mình biết được là ngày hôm đó là mưa có nặng hạt hay là trời nó không mưa. Cái ứng dụng này chủ yếu là dành cho người nào mà muốn biết được là hôm nay trời có mưa hay không để mình sắp xếp lịch trình cho nó phù hợp. Vậy thì cái video của mình đến đây là hết và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ like và subscribe cái kênh mình để cho cái kênh mình nó được khởi sắc hơn cả nhà nha.